chôn chạy đến bao giờ? Ngàn đời, ngàn kiếp sau. Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân, đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu. Em mong lau mắt anh khổ, ta yêu sai hay đúng, còn thấy đau là còn thương. Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu. Tôi có cảm giác cô đang được triệu hồi bởi những nơi đã từng ám ảnh cô. Nếu con được triệu hồi, vậy thì con phải quay lại nơi đó. Hãy cẩn thận với những gì mà cô đang tìm kiếm. Nó có thể đưa cô tới những sự thật vượt quá sự hiểu biết của cô. Hậu quả ngoài tầm kiểm soát. Mừng cậu trở về rất đúng lúc. Ông vắng mặt cũng khá lâu nên chắc cũng quên cái gì nó thuộc về ai. Tại sao tôi phải ngồi đây tranh chấp những thứ đáng lẽ ra phải thuộc về tôi? Mày đã tìm ra được chứng cứ buộc tội tao rồi à? Đôi khi có những cái chết hơi bất ngờ, hơi khó hiểu. Quyết thằng Hùng thôi. Cậu có thể chết lúc này được. Cậu muốn bất tử. Mùa ngoài càng viễn hoặc, cái giá phải trả càng khủng khiếp. Nguy hiểm bao giây, đừng đối đầu. Đây không phải là câu trả lời. Con gái của con đang chết thường từng ngày. Những ai mưu cầu sự bất tử, thường họ sẽ hối hận vì điều đó.